vợ bạn biết được trước đó bạn đưa cái người phụ đến má, theo bạn nghĩ phụ nữ sẽ xử lý như thế nào? A, quên từ chối nhưng mà không cho bạn lý do cụ thể. B, quên đi mà coi như là không biết. C, đi trong vui vẻ tạo kỷ niệm đi. D, làm một lý trình khác với các chồng. Nhưng mà cái tình thì nhiều, bạn cũng nhiều, nhưng mà hiện giờ thì chỉ có một thôi. Ha!